tôi không hiểu gì về kinh doanh cả. Tôi xuất thân từ một cái sinh viên y khoa và ở miền núi, điều kiện kiến thức tất cả mọi cái sách vở nghiên cứu thầy tư vấn đều không có gì. Khi chúng tôi mở ra một cái hãng cái cà phê chút xíu thôi, chúng tôi lấy cái hãng thì cả một cái dãy phố đó là dãy phố đã kinh doanh cà phê rồi, thì họ cười ngất, họ bảo mấy thằng sinh viên này điên khùng, chúng tôi làm 20 năm này ăn thua gì cũng thế này. Nhưng bản thân tôi cũng nói với những cái cộng sự của mình, tôi nói chúng ta 6 tháng thôi chúng ta phải bằng hơn họ 20 năm. Mình thiếu tiền, thiếu những điều kiện, thì tôi nghĩ là phải có cái đầu óc để mà suy nghĩ, quan sát, chắc lọc, rút ra được cái gì, cái hiện có, cái gì là cái mình muốn, và làm sao để có thể đi đến điều mình muốn nó đặc sắc nhất, thì tôi cho đó là sáng tạo.